Em xin trình bày sơ lược về phương pháp laser ureterolithotripsy, hay còn gọi là nội soi tán sỏi ngược dòng bằng laser. Thực hiện kỹ thuật qua niệu đạo và bàng quang, chúng ta đưa ống nội soi niệu quản theo dây dẫn đường đưa đến vị trí viên sỏi, sử dụng năng lượng laser phá vỡ viên sỏi, làm viên sỏi vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Các mảnh sỏi vụn từ 2 đến 3mm sẽ tự trôi ra ngoài, còn các mảnh sỏi trên 3mm sẽ được bắt bằng rọ và lấy ra ngoài. Chỉ định sỏi niệu quản kích thước nhỏ hơn 1,5cm, ưu tiên sỏi đoạn 1/3 giữa và dưới. Đối với sỏi trên 1,5cm, cần cân nhắc tính chất sỏi, biến chứng đường tiết niệu trên. Chống chỉ định, bệnh nhân bị nhiễm trùng đường tiết niệu chưa điều trị ổn, chưa kiểm soát được rối loạn đông máu, bất thường về giải phẫu học và hẹp niệu quản. Về một số tai biến có thể gặp, thứ nhất là chảy máu, bệnh nhân có thể đi tiểu ra máu một vài ngày đầu sau khi làm thủ thuật, có thể cho thêm thuốc cầm máu nếu thấy cần thiết. Thứ hai là đau, bệnh nhân thường cảm giác đau nhẹ, nên dùng thêm thuốc giảm đau vào những ngày đầu sau thủ thuật. Thứ ba là sốt, nhiễm trùng đường niệu, viêm thận bể thận, bệnh nhân cần điều trị kháng sinh tích cực, hạ sốt, cái máu, cái nước tiểu định danh vi khuẩn làm và làm kháng sinh đồ. Cuối cùng, bệnh nhân có thể điều trị thất bại, nên cần chuyển các phương pháp điều trị khác phù hợp hơn. Phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.